chúng ta lại trở lại với chủ đề về máy móc nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một robot hút bụi Medion, một thương hiệu đến từ Đức. Chúng ta có thể lập trình cho nó hút bụi, lau nhà trong lúc chúng ta đi vắng, và khi về thì nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm rồi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng robot Medion nhé. Sang. Cái này là khay đựng nước dùng để lau nhà, lau ướt. Cái này dùng để tạo ra một bức tường để ngăn cho robot không chạy vào cái khu vực chúng ta muốn. Sạc cho robot. Theo hộp thì còn có hai cái chổi dự phòng, cái khăn để chúng ta có thể thay thế khi mà cái khăn cũ nó đã bị hỏng, một cái lưới lọc bụi, một cái khoang hút bụi, pin cho tường ảo và pin cho điều khiển. Rồi, động tác đầu tiên các bạn là lắp pin nhé, phải lắp pin cho điều khiển trước này. Có ghi ở trong pin luôn này, chuyển vào thôi. Xong, đầu tiên là chúng ta phải cài đặt cái phần đồng hồ. Thì các bạn có thể bấm vào clock này, bấm vào clock để cài đặt thời gian hiện tại này. Đó, bấm nút lên xuống này, dùng nút lên xuống để bấm này. Đó, bây giờ là 9:06, 21:06. Lên xuống thôi, 21 này, chuyển sang này, bấm nút sang để chuyển sang phút, và lại bấm lên xuống tăng giảm 06 và bấm giờ. Đúng rồi, chúng ta bấm một lần nữa nút clock. Đó, vậy là cài xong giờ hiện tại. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm nút plan để cài, để lập trình cho robot hoạt động. Bấm nút plan, sau đó cũng dùng nút lên xuống. Ví dụ chúng ta đi làm vào lúc 8 giờ sáng thì chúng ta có thể cho robot hoạt động vào lúc 9 giờ sáng, ví dụ như vậy. Sau đó chỉnh xong rồi thì chúng ta bấm một lần nữa nút lên. Đó. Vậy là bây giờ robot nó đã nhận rồi, nó đã được lập trình rồi. Khi nào cứ đến 9 giờ là nó sẽ tự động nó chạy.
Rồi bây giờ đây là ba model. Nếu các bạn nhìn qua thì nó giống hệt nhau. Vậy thì nó khác cái gì? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn từng model một xem là nó khác nhau cái gì. Rồi đầu tiên là 18501. Model này là model cơ bản nhất, gồm có hút bụi, có lau ướt. Đây các bạn có thể nhìn thấy, bọc cái miếng lau ra. Các bạn có thể nhìn thấy hai cái lỗ để cấp nước cho cái rẻ lau này. Đó. Còn model này, là model 18500. Nó chỉ đơn thuần là hút bụi thôi, nó sẽ không có cái chức năng lau vì nó không có, các bạn có thể nhìn thấy nó không có cái lỗ để cấp nước ở đây. Và model này 19510 là model cao cấp nhất. Model cao cấp nhất của Medeon đến thời điểm này, nó có hút bụi, nó có lau ướt và nó được lập trình chạy không trùng lọc. Tức là như model 501 thì các bạn có thể thấy là nó chỉ chạy ngẫu nhiên thôi. Cái này nó chỉ chạy ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà cái này nó sẽ chạy, nó sẽ có cảm biến để nó chạy không trùng lọc vào cái đường mà nó đã hút hoặc là đã lọc. Thì model này là model cao cấp nhất. Ngoài ra thì các tính năng gần như là giống hệt nhau. Có hút lốc xoáy, hút đường thẳng. Tùy theo nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể chọn một trong ba model. Và giá tiền nó cũng có khác nhau. Rồi, mong rằng clip này sẽ giúp ích phần nào cho các bạn về các thương hiệu robot hút bụi ở trên thế giới. Đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.